sông Lô xanh đưa ta về với cội nguồn, về với quê em núi đồi bát ngát trời mây. Đây bóng đa tân trào, kia mái đình Hồng Thái, thủ đô cách mạng sinh ra từ nơi đây. Nắng ngập tràn muôn nơi, tuyên quang say đắm tình người. Quê hương hôm nay với nhịp sông mới bừng lên, mời anh đến Lâm Bình vui lễ hội Lồng Tông, về chiêm hóa Hàm Yên quê em ngát xanh mương tre. Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức ca khúc Tuyên Quang Ngày Về do Băng Trang thể hiện. Và ca khúc này lại được thể hiện tại chính homestay Nậm Đíp của thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình. Ca khúc rất là ngọt ngào, truyền cảm. Vậy Băng Trang có biết tác giả của ca khúc này không? Dạ vâng thưa chị, em biết ca khúc này là của sáng tác của nhạc sĩ Xuân Bình, một ca khúc viết khá mới về Tuyên Quang. Vậy còn bạn Phúc, khi nghe ca khúc ngọt ngào như vậy thì bạn có cảm nhận như thế nào? Vâng, thưa chị, khi mà được nghe bạn Băng Trang hát về ca khúc là Tuyên Quang Ngày Về thì
bản thân Quang Phúc cảm thấy rất là bồi hồi. Cái cảm nhận Quang Phúc là như một người con đi làm ăn xa quê, xa xứ. Khi mà trở về quê hương Tuyên Quang thì được trải nghiệm, được ngắm những cái địa danh, được chứng kiến sự phát triển của quê hương Tuyên Quang mình thì ngày càng tươi đẹp hơn. Thì thực sự Quang Phúc rất là xúc động, bồi hồi và được chìm đắm trong cái giai điệu ca khúc mà Băng Trang vừa thể hiện. Rất là mượt mà truyền cảm đúng không? Dạ vâng ạ. Thế sau ca khúc này thì bạn Quang Phúc có muốn gửi gắm tới khán giả một sáng tác nào về Tuyên Quang? Dạ vâng ạ, thưa quý vị, là Quang Phúc cũng rất là mong muốn được thể hiện một ca khúc ca ngợi về quê hương Tuyên Quang. Và Quang Phúc xin được gửi tới một ca khúc mang tên Tuyên Quang, miền đất huyền thoại. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nàng ơi, nàng ơi, núi nghiêng mình che mặt hồ lung linh, bát ngát núi đồi màu xanh yêu thương, về nơi hát hẹn với nàng tiên xa. Về Tuyên Quang quê anh, nơi truyền thống anh hùng cách mạng. Em có về Tuyên Quang quê anh, đêm hồi thành tuyên lung linh sắc màu truyền thống. Nơi Bác Hồ về đây năm xưa, cho người tay xuống rơi đồng cây cày, giữ muôn đời sông Lô xanh trong, cho Tuyên Quang đổi mới từng ngày. Về đây, về với nàng chi thủy tu, lấp lánh hoa cương huyền ảo, sông Long chín chín núi cao điểm trùng bảo vệ biên cương. Em có về Na Hàng quê anh, các mơ hùng vĩ níu chân người ở lại. Em có về Na Hàng quê anh, hát điệu quan làng nên duyên. Tuyên Quang quê anh, nơi truyền thống anh hùng cách mạng. Em có về Tuyên Quang quê anh, đêm hồi thành tuyên lung linh sắc màu truyền thống. Nơi Bác Hồ về đây năm xưa, cho người tay xuống rơi đồng cây cày, giữ muôn đời sông Lô xanh trong, cho Tuyên Quang đổi mới từng ngày. Về đây, về với Na Hàng, về với Lâm Bình, phác thảo uy nghi sơn khi thủy tu, lấp lánh hoa cương huyền ảo, sóng Long chín chín
hùng vĩ, níu chân người ở lại. Em có về Na Hàng quê anh hát điệu quan làng nên duyên. Em có về Na Hàng quê anh hát mơ hùng vĩ, níu chân người ở lại. Em có về Na Hàng quê anh hát điệu quan làng nên Quang Phúc này, Thanh Vân nghe ca khúc Tuyên Quang miền đất huyền thoại rất là nhiều rồi. Hôm nay được nghe Quang Phúc thể hiện trong một cái bối cảnh rất là tĩnh lặng của hôm tây du lịch cộng đồng Nậm Đíp, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình. Vậy Quang Phúc khi thể hiện ca khúc này thì có những cảm nghĩ như thế nào? Vâng, thưa chị, bản thân Quang Phúc được thể hiện một ca khúc rất là tuyệt vời của nhạc sĩ Đoàn Đăng Đức, ca khúc Tuyên Quang miền đất huyền thoại, thì là cảm giác của Quang Phúc trải nghiệm qua cái lời ca như là mình đang được bồng bềnh trong cái làn nước trong xanh của lòng hồ thủy điện Na Hàng Lâm Bình. Trong cái lời ca của nhạc sĩ đã thể hiện được đầy đủ cái nét văn hóa đặc sắc của bà con dân tộc Tày, như là làn điệu hát then này, hát cọi rất là đặc sắc. Và qua đó là Quang Phúc cũng mong muốn là được đem cái nét văn hóa của mình để quảng bá với các du khách gần xa. Ca khúc với cái giai điệu rất là mượt mà, sâu lắng, trầm bổng, đi vào lòng người đúng không? Thế Băng Trang thấy Quang Phúc thể hiện bài hát này như thế nào? Cũng như chị vừa nói đấy ạ, thì cái không gian ở cái không gian rất là yên tĩnh, cũng như là có một chút hạt mưa bay bay như này, thì ngoài những không gian như này và những ca khúc mà anh Phúc vừa thể hiện, thì Băng Trang có cảm giác Băng Trang đang ở trong một cái bối cảnh nó rất là hùng vĩ, nó mang cái gì đấy nó rất là huyền thoại đúng không ạ? Những ca khúc này được thể hiện trong đó những ca từ, những lời hát ở trong đó nó rất là sâu sắc, ý nghĩa. Nó miêu tả về quê hương, về đất nước, về khung cảnh và về văn hóa, về con người nơi đây. Băng Trang cảm thấy rất là tuyệt vời ca khúc này. Vậy sau khi ca khúc này thì Băng Trang với cả Quang Phúc sẽ gửi tới khán giả tiếp theo là ca khúc gì? Sau đây thì Quang Phúc xin được cùng Băng Trang gửi tới quý vị một ca khúc, bài hát Về Tuyên của nhạc sĩ Đức Liên, lời thơ Ngọc Hiệp. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Em có về thăm Tuyên Quang, rừng xanh xanh biếc mơ màng, núi dùm soi gương bóng nước, thành nhà mạc mênh mang mênh mang. Anh có về thăm Tuyên Quang, bóng đá tân trao rực sáng trong ta, vang tiếng cười rộn vang tiếng hát, nhớ về một thời chiến khu xưa. Bình ca bình ca, đây bến nước mộng mơ, vẫn nhớ người du kích bắn tàu giặc năm xưa. Dòng Lô ơi dòng Lô, bốn mùa thơm hoa trái, bát ngát xanh nương chè, tiếng hò ai gọi ai.
em có về thăm Tuyên Quang, rừng xanh xanh biếc mơ màng, núi rùng soi gương bóng nước, thành nhà mạc mênh mang mênh mang. Anh có về thăm Tuyên Quang, bóng đá tân trào rực sáng trong ta, vang tiếng cười rộn vang tiếng hát, nhớ về một thời chiến cũ xưa. Bình ca ơi bình ca, đây bên nước mộng mơ vẫn nhớ người du kích bắn tàu giặc năm xưa. Dòng Lô ơi dòng Lô, bốn mùa thơm hoa trái, bát ngát xanh nương chè, tiếng hò ai gọi nặng thủy chung. Tuyên Quang, Tuyên Quang, tình nghĩa nặng thủy chung. Vừa rồi Thanh Vân đã được nghe hai bạn thể hiện ca khúc Về Tuyên của nhạc sĩ Đức Liên, phổ thơ của Ngọc Hiệp. Hôm nay được nghe hai bạn thể hiện cái ca khúc này với một cách mới mẻ là song ca, hai giọng rất là hòa quyện và tôn lên được cái vẻ đẹp ca từ của ca khúc Mượt Mà Sâu Lắng, cảm thấy hết sức là ý nghĩa như một lời mời gọi du khách đến thăm Tuyên Quang. Sau đây thì Băng Trang hay là Quang Phúc sẽ thể hiện ca khúc nào? Quang Phúc xin mời Băng Trang sẽ tiếp tục thể hiện ca khúc đến với quý vị. Xin mời Băng Trang. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phúc đã nhường sân khấu cho Băng Trang ạ. Và sau đây Băng Trang xin được gửi tới toàn thể quý vị khán giả một ca khúc có tựa đề Bắc Tạ Đồng ơi, một ca khúc viết về quê hương Na Hàng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Ôi
Nong ơi, có phải em mang tên núi để anh nhớ núi, anh càng thêm nhớ em. Em là người thương, núi là quê hương, anh nhớ em sao mà không nhớ núi. Em chịu nỗi cô đơn, chịu bao gió sương, một lòng thủy chung đợi chờ. Cá điếp nọng lai bác tà ơi, cá điếp nọng lai bác tà ơi. Núi rừng chúng mình sao mà vui, điện sáng lung linh bản làng đổi thay. Thank you.
Tuyên xinh đẹp, em dịu ngọt thơm bông hoa rừng nở trong sớm mai, qua núi Bạc Tà về nhà non Tây, tiếng tinh đi hiểu thẹn tiếng sao gọi nàng ơi. Anh ngược dòng Lô Gâm đến thăm quê nọ Na Ha. Sau khi nghe Băng Trang và Quang Phúc thể hiện hai ca khúc vừa rồi thì Thanh Vân cảm thấy là hai bạn thể hiện về chất giọng rất là ngọt ngào, truyền cảm. Và hai ca khúc có một điểm chung là đều nói về người con gái Tuyên Quang. Qua năm ca khúc viết về tỉnh Tuyên Quang, mang chất liệu dân tộc miền núi và ca ngợi cảnh đẹp của quê hương Tuyên Quang, thì đúng là mỗi tác giả đã hướng ngòi bút của mình để ca ngợi theo một cái phong cách khác nhau, đúng không Băng Trang và Quang Phúc? Thanh Vân cũng mong muốn là sẽ có nhiều ca khúc hơn nữa của các nhạc sĩ hướng ngòi bút của mình về ca ngợi mảnh đất và con người của tỉnh Tuyên Quang. Và rất là cảm ơn Quang Phúc và Băng Trang đã đồng hành chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Xin kính chào tạm biệt.